buổi chiều cuối tuần, hàng chục hộ dân vẫn đang tất bật chăm sóc một cách tỉ mỉ cho những chậu hoa. Năm nay, làng hoa phổ biến là các loại hoa màu gà, hoa cúc, hoa vạn thảo. Việc chăm sóc cho hoa nở đúng thời điểm Tết là bí quyết được đúc kết qua nhiều năm của người nông dân. Và ở đây, mỗi chậu hoa được họ chăm chút như những đứa con cưng. Thời tiết nè, nó sớm mà nó trễ, nhiều khi nó đúng thì mình bán có giá một tí. Còn nó trễ thì thôi, bán đâu có được, nó bốc quá sao người ta mua. Thì mình người nông dân, mình chỉ trong cái mùa này thôi. Dạng như cả năm mình sống có mấy mùa Tết này phải vất vả thôi. Bây giờ mình làm cái mùa hoa Tết đó, thì nó yêu cầu của khách hàng thì nó phải đẹp hơn, to hơn, màu hoa nó phải đẹp thì nó mới đạt yêu cầu của người tiêu dùng vào cái dịp xuân. Người nông dân đặt hết cái hy vọng vào cái mùa hoa Tết đó, nếu mà nó đạt tiêu chuẩn thì mình sống được. Người dân cho biết năm nay thời tiết thất thường cộng với việc một số hộ trồng hoa đã bỏ nghề và thu hẹp diện tích do thua lỗ năm ngoái. Chính vì vậy, khả năng giá hoa năm nay sẽ cao hơn năm ngoái. Hiện giá bán sỉ cho mỗi chậu hoa này khoảng 20 đến 40 ngàn đồng. Dịp Tết Nguyên đán năm nay, dự báo thị trường Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiêu thụ khoảng 600.000 đến 700.000 chậu mai, 250.000 đến 300.000 chậu bonsai, 135 triệu cành hoa các loại. Riêng các chợ chuyên kinh doanh hoa trên địa bàn thành phố sẽ cung ứng khoảng 80% thị phần hoa tươi cho người dân thành phố.